Hello anh em, Mi Game tôi đã quay trở lại rồi đây. Vậy là sau bao nhiêu đồn đoán cùng với vài lần delay thì cuối cùng Poppy Play The Time Chapter 3 cũng đã ấn định ngày ra mắt chính thức là 30 tháng 1 sắp tới. Đồng nghĩa với việc Mi Game tôi sẽ cày xuyên cái Tết con rồng này để lên những video phân tích chất lượng nhất cho anh em thầm trong mùa Tết. Thế nên đừng tiếc với tôi một nút đăng ký nữa anh em ơi. Trong lúc chờ đợi phần 3 chính thức ra mắt, chúng ta hãy cùng mổ xẻ một chút cái trailer gameplay mới nhất của game này anh em nhé. Nhớ ấn đăng ký xong rồi mới xem video đó, hãy chung tay giúp cho cộng đồng Mi fan ngày một lớn mạnh để sánh ngang với các cường quốc Nam Châu nào. Thí nghiệm tại trại trẻ. Như anh em đã biết thì bối cảnh của Chapter 3 chính là khu vực trại trẻ mồ côi của công ty Playtime. Nó được gọi với cái tên vô cùng thân mật là Home Sweet Home. Nhưng thực chất thì nơi này lại không chứa đựng tình yêu mà những đứa trẻ mong cầu. Nơi mà công ty Playtime gọi là trại trẻ mồ côi thực chất chỉ là lớp vỏ bọc cho hàng loạt các thí nghiệm vô nhân đạo mà công ty này đang tiến hành. Ở giai đoạn đầu của trailer, chúng ta thấy được một vài hình ảnh lũ trẻ tại căn nhà Home Sweet Home. Bức ảnh đầu tiên là cảnh các nhân vật tại Playtime đang theo dõi những đứa trẻ này tại đây. Khuôn mặt của lũ trẻ này đã bị bôi đen. Ý nghĩa của việc bôi đen mặt lũ trẻ là để khẳng định lũ trẻ này không còn danh tính nữa. Công ty Playtime đã sử dụng lũ trẻ cho việc tạo ra các món đồ chơi có linh hồn của họ. Cũng ở bức hình đầu tiên, tôi thấy đâu đó có khoảng một số các đứa trẻ đang nằm bất động, chưa rõ sống chết của chúng ra sao, nhưng số lượng này hoàn toàn trùng khớp với một tài liệu về 12 đứa trẻ có mặt trong một dự án nào đó của công ty Playtime. Có lẽ đây chính là lũ trẻ đã được sử dụng cho dự án Smiling Creature của công ty Playtime. Nếu như giả thuyết này là đúng thì trong 12 đứa trẻ trên đã có 4 đứa trẻ không thành công trong quá trình thí nghiệm. Vì Smiling Creature chỉ có 8 linh vật mà thôi. Chi tiết đáng chú ý tiếp theo là hình ảnh nhân viên tại Home Sweet Home mặc đồ bảo hộ vàng và có đeo mặt nạ phòng độc. Điều này chứng tỏ ở thời điểm bức hình này được chụp lại thì catnap đã được tạo ra nhằm kiểm soát lũ trẻ. Hình ảnh kế tiếp là về 4 đứa trẻ khác, chúng cũng bị bôi đen khuôn mặt nên chắc chắn là 4 đứa trẻ này cũng đang bị công ty Playtime dùng cho thí nghiệm của họ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa thể biết được 4 đứa trẻ này là linh vật nào. Tôi đoán chúng có thể là những con quái vật chính xuất hiện ở từng phần của series. Vì nếu nhìn vào áo của những đứa trẻ đầu tiên, chúng ta có thể thấy được nó mang hình ảnh của Huggy Wuggy, rất có thể ý thức của đứa trẻ này đang nằm trong Huggy. Hình ảnh cuối cùng là về phản diện chính của Chapter 3, báo cáo quan trọng về thí nghiệm 1188, đó là catnap. Trong tờ báo cáo này còn đề cập đến việc công ty Playtime đã cố gắng tách hệ thần kinh của lũ trẻ ra khỏi tủy sống, sau đó chuyển giao vào các món đồ chơi, khiến cho ý thức của lũ trẻ bị mắc kẹt trong các món đồ chơi đó. Phía trên của tờ báo cáo, chúng ta còn thấy hình ảnh của một đứa trẻ vô cùng ngây thơ, bằng tất cả những kinh nghiệm trinh thám của mình. Thì tôi đoán đây chính là Theodore Grambell. Theo những gì mà chúng ta đã biết thì Theodore Grambell chính là đứa trẻ đã liên lạc được với thí nghiệm 1006 và bắt tay với thí nghiệm đó để tẩu thoát khỏi công ty Playtime. Nhưng một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra tước đi mạng sống của Theodore. Để cứu sống được cậu bé thì công ty Playtime đã chuyển giao ý thức của cậu vào trong catnap, từ đó mà chúng ta có được một catnap như thời điểm hiện tại. Giả thuyết này dường như đã được xác nhận bằng việc bóng của catnap hiện lên bức tường ngay sau khi chiếc máy chiếu bị tắt đi. Không rõ là catnap suy nghĩ thế nào khi nó nhìn thấy được hình ảnh bản thể của nó hiện lên trên chiếc máy chiếu. Có thể nó không muốn chấp nhận quá khứ ấy nên đã nhanh chóng tắt chiếc máy chiếu đi. Hiện tại mục đích của catnap vẫn là phá hủy nhà máy Playtime để không còn bất cứ đứa trẻ nào rơi vào tay của công ty này nữa. Nhưng lý do tại sao nó vẫn tấn công người khác tại nhà máy Playtime trong khi toàn bộ nhân viên tại đây đã rời đi hoặc bỏ mạng? Có lẽ câu trả lời sẽ có trong phần game chính thức anh em ạ. Bối cảnh. Ngay sau đoạn hình ảnh từ chiếc máy chiếu, trailer đã cho chúng ta thấy toàn bộ khu vực trại trẻ mồ côi nằm bên trong nhà máy Playtime. Nó không chỉ có căn nhà Home Sweet Home mà còn nhiều công trình khác nữa. Nơi đây giống như một thị trấn thu nhỏ vậy. Điều này nhằm đảm bảo việc lũ trẻ có được cảm giác an toàn và chân thực nhất khi sống tại nhà máy Playtime để chúng không dở trứng và quấy phá. Toàn bộ khu vực này được gọi là Playcare. Ở cuối chương 2, chúng ta đã thấy ngay sau khi tỉnh dậy từ vụ tai nạn, nhân vật chính đã nhìn thấy một bảng chỉ dẫn đến khu vực Playcare. Tại khu vực Playcare này, chúng ta sẽ có một công viên, một tòa thị chính, một cửa hàng đồ chơi, căn nhà Home Sweet Home, một trường học và một khu vui chơi. Trung tâm của Playcare chính là tượng đài của nhóm Smiling Creature. Điều này chứng tỏ những người cầm quyền điều hành hay đại diện cho khu Playcare chính là lũ Smiling Creature. Vậy là ở trong phần 3, chúng ta sẽ phải khám phá toàn bộ khu vực Playcare vô cùng rộng lớn này. Điều này đồng nghĩa với việc những mini game hay các thử thách sẽ nhiều hơn kha khá so với các phần trước. Và lũ Smiling Creature sẽ đóng vai trò cản bước người chơi trong các thử thách. Vì bản thân chúng được tạo ra để kiểm soát khu vực Playcare, nên sau tất cả, chúng vẫn sẽ xuất hiện để tấn công những kẻ nào dám quấy phá nơi ở của chúng. Như tôi đã phân tích ở video trước, thì toàn bộ khu vực Playcare này đều là sản phẩm nhân tạo. Từ cây cối, nhà cửa, cho tới mây trời, tất cả đều do công ty Playtime tạo ra để đánh lừa lũ trẻ. Ở phía sau của trường học, chúng ta còn thấy được một vết rách khá lớn ở phần background, từ đó để lộ ra các lối đi quan sát dành cho nhân viên tại Playtime. Tiếp đến, trailer đã giới thiệu chi tiết hơn một số công trình có trong khu vực Playcare. Đầu tiên là trường học, tại đây chúng ta thấy được chiếc TV đã xuất hiện ở trailer trước. Sau đó là một số khu vực khác, và điều quan trọng hơn là chúng được giới thiệu với một giọng nói đầy tự hào và tình cảm.
tôi đoán rằng giọng nói ấy thuộc về Elliot Ludwig, nhà sáng lập ra công ty Playtime. Ngay sau đoạn giới thiệu của Elliot Ludwig về khu Playcare thì chúng ta thấy được hình ảnh về một khu vui chơi nhưng được truyền tải dưới dạng VHS. Tôi đoán rằng đây không phải là đoạn băng VHS mới đâu, có lẽ hiệu ứng này là do tác dụng của chất khí màu đỏ được thải ra bởi cát nắp, vì ngay sau khi người chơi quay lưng lại, chúng ta có thể nhìn thấy một làn khói đỏ đang đuổi ngay phía sau. Như những gì mà tôi đã phân tích ở các video trước thì làn khói này được tạo ra từ hoa anh túc, công ty Playtime đã dùng chúng trong việc kiểm soát giấc ngủ của lũ trẻ tại Playcare để chúng chìm sâu vào những giấc mơ. Nhưng họ không ngờ rằng làn khói đỏ ấy còn có tác dụng phụ khiến cho lũ trẻ thường xuyên gặp những cơn ác mộng, từ đó mà dẫn đến cuộc trỗi dậy của Theodore và thảm kịch xảy ra tại Playcare. Kế đến là hình ảnh bốc cháy của một đoàn tàu hỏa. Đây chính là hình ảnh đầu tiên của chapter 3. Ngay sau khi nhân vật chính gặp tai nạn ở cuối phần 2, cả đoàn tàu đã bốc cháy, buộc cho nhân vật chính không còn đường lui và phải tiến sâu vào khu Playcare để tìm đường khác thoát khỏi nhà máy Playtime. Và ngay sau khi đặt chân đến khu vực Playcare thì nhân vật chính đã gặp được Poppy cùng với Kissimissi. Cả hai sẽ là bạn đồng hành của nhân vật chính trong phần game thứ 3. Ngay trong phân đoạn Poppy xuất hiện thì bầu trời cũng biến thành ban đêm. Điều này chứng tỏ tại Playcare có công nghệ điều khiển ngày và đêm để lũ trẻ có cảm giác về thời gian. Nhờ vậy mà chúng biết được khi nào đi ngủ và khi nào thì thức giấc. Với việc xuất hiện của Poppy và Kissimissi thì chúng ta cũng đã rõ được phần nào mục đích của Poppy ở trong chapter 2. Lý do nó khiến cho đoàn tàu đi chệch hướng là để nhân vật chính đến được khu vực Playcare, từ đó tìm cách giải quyết được sự bành trướng của Catnap. Vì theo như lời Poppy nói thì chính Catnap là kẻ chịu trách nhiệm cho những cái chết của bạn bè nó tại nhà máy Playtime, mà bản thân nó thì cũng không đủ sức để chống lại Catnap, nên buộc phải nhờ đến sự trợ giúp của nhân vật chính. Ngoài Poppy và Kissimissi thì trong trailer mới này còn tiết lộ khá nhiều những con quái vật khác cùng với những phụ kiện mới, giờ hãy cùng tôi tìm hiểu đến chúng nhé. Trang bị mới, pháo sáng. Trong phân cảnh tiếp theo, nhân vật chính nhặt một dụng cụ mà chúng ta chưa từng thấy trong hai phần trước, đó chính là một khẩu súng bắn pháo sáng. Đây là một trang bị bổ sung cho chiếc ba lô grab pack của nhân vật chính, có hẳn một màn hình LED hiển thị xem trong khẩu súng còn bao nhiêu viên đạn nữa cơ. Bên cạnh công dụng để soi sáng ra thì pháo sáng còn có một tác dụng khác cực kỳ quan trọng, đó là dùng để xua đuổi những con quái vật smiling creature bên trong nhà trẻ Playcare. Trong trailer có rất nhiều cảnh thể hiện tính năng này của khẩu súng pháo sáng. Ánh sáng từ khẩu súng đã xua đuổi được Catnap cũng như là khiến con chó Dog Day phải quay lưng bỏ chạy. Catnap thì cuối cùng chúng ta cũng được chiêm ngưỡng toàn bộ hình dạng thật sự của con quái vật mèo này ở cảnh cuối cùng của trailer. Trước đó, trailer cũng đã nhá hàng bằng những hình ảnh vô cùng kinh hoàng được một nhân viên nhà trẻ Playcare ghi lại bằng camera. Người này đang bị Catnap săn lùng như thể một con mèo rình chuột vậy. Nơi này chính là lãnh địa của nó và bất cứ ai dám bước vào đều là con mồi của Catnap. Xem ra thì Catnap sẽ là mối hiểm họa thường trực trong suốt quá trình anh em khám phá nhà trẻ Playcare trong phần 3 này. Nó sẽ liên tục lằng vảng khắp nơi chứ không đơn thuần là chỉ xuất hiện theo cốt truyện của game. Hai con trùng cuối trước là Hugi và Mummy đều có tạo hình có thể tạm gọi là ưa nhìn, nhìn rất giống một món đồ chơi thật sự, chỉ là chúng có kích thước lớn hơn mà thôi. Thế nhưng tạo hình của Catnap trong chapter 3 sẽ vô cùng kinh khủng. Nó là một sinh vật sống, một con quái vật thực sự. Vì bị bỏ đói suốt 10 năm nay nên cơ thể của Catnap gầy trơ xương ra. Ví dụ như trong cảnh này, anh em có thấy phần xương chậu của con mèo bị lộ hết ra cả ngoài không? Còn trong trích đoạn camera thì con mèo cũng lộ hẳn phần xương sống của nó ra. Để tôi tăng độ sáng của cảnh cuối cùng để anh em thấy được toàn bộ cái tạo hình cực kỳ rùng rợn của Catnap nhé. Cơ thể cao lêu nghêu nhưng lại không có chút thịt nào, gầy trơ cả xương ra, với ánh mắt như thể đang nhìn thẳng vào linh hồn của con mồi vậy. Lồng trong trailer còn có một giọng nói của một đứa trẻ, nó kể lại nỗi kinh hoàng mà Catnap đã mang đến cho những đứa trẻ tại đây. Để tôi việt sắp cho anh em đoạn này anh em nghe nhé. Lời mô tả của đứa trẻ cũng phần nào khẳng định những gì mà chúng ta đã phân tích trước đây. Catnap chính là kẻ nắm toàn quyền kiểm soát ở khu Playcare. Những đứa trẻ ở đây hoặc là những món đồ chơi khác đều phải tuân lệnh, tôn thờ nó, nếu không thì sẽ bị trừng phạt. Vậy thì giọng nói là của ai? Ai đã để lại những lời nhắn này? Phải chăng là có một đứa trẻ khác đã thoát được khỏi nanh vuốt của Catnap và sống sót đến bây giờ? Hay đây là một món đồ chơi nào đó như Poppy muốn giúp đỡ chúng ta sinh tồn khi bước vào lãnh địa của Catnap? Hugi phiên bản ác mộng. Trailer cũng hé lộ màn trở lại của một gương mặt vô cùng quen thuộc, đó chính là Hookie Wiki. Cơ mà con Hookie này trông lạ lắm, gương mặt của nó như bị biến dạng, kéo giãn ra hết mức vậy. Đó là do con Hookie này không có thật anh em ạ, đây chỉ là một cơn ác mộng, ảo giác mà nhân vật chính phải trải qua sau khi đã hít phải khí gas gây ngủ màu đỏ do con Catnap thở ra. Đây là lý do tại sao chúng ta phải đeo mặt nạ phòng chống khí độc, nếu không thì con Hookie phiên bản ác mộng này sẽ xuất hiện và truy đuổi anh em. Cơ mà cũng có thể đây là một con Hookie phiên bản lỗi, thí nghiệm bị loại bỏ của nhà máy Playtime trước khi tạo ra được một con Hookie hoàn chỉnh mà anh em thấy trong phần 1. Và người ta quyết định nhốt nó bên dưới tầng sâu nhất của nhà trẻ Playcare. Nhưng mà tôi tin vào giả thuyết nó là một sinh vật mà chúng ta nhìn thấy trong cơn ác mộng hơn, bởi ác mộng và ảo giác là những biểu hiện thường gặp của những người hít phải khí gas màu đỏ. Giống như trường hợp của cô bé Mary Payne,
Mỗi khi đến giờ đi ngủ, đèn tắt, cô bé lại hét toáng lên trong sợ hãi vì gặp phải ác mộng mà bản thân không thể tỉnh giấc được. Mặt cô bé thì trắng bệch, mô tím xanh, tim đập nhanh và người thì nóng như đổ lửa. Đây chắc chắn là do cô bé đã hít phải khí gas màu đỏ từ con mèo catnap rồi. Món đồ chơi bí ẩn trong trailer. Chi tiết này nếu không tinh mắt, anh em sẽ bỏ qua ngay, đó chính là sự xuất hiện của một nhân vật mới mà chúng ta chưa từng thấy. Dù đã tăng độ sáng lên hết mức có thể, nhưng tôi vẫn không nhìn rõ được hình dạng của sinh vật này. Nhưng mà tôi cũng có thể đoán được đây chính là một món đồ chơi, trên đầu nó có râu thế này thì có vẻ sinh vật này có tạo hình được lấy cảm hứng từ côn trùng rồi. Và nhìn như nó mặc một chiếc váy dài nên đây chắc chắn là một nhân vật nữ. Liệu đây có phải là cô giáo trung trẻ và dạy học của Playcare hay không? Bởi Playcare không chỉ là nhà trẻ mà còn là trường học nữa. Và trường học thì phải có cô giáo chứ. Nên đây rất có thể chính là người phụ trách đứng lớp, dạy học mà chúng ta đã được thấy qua rất nhiều bức ảnh mô tả khu vực lớp học. Phải chăng nhân vật cô giáo này cũng chính là người mà lũ trẻ đã vẽ lên những bức tranh trong trailer đầu tiên? Xem ra cô giáo mặc đầm tím anh em ạ. Và cô giáo thì cũng đối xử rất tốt với lũ trẻ nữa. Vậy thì có khả năng nào nhân vật cô giáo này sẽ giúp đỡ chúng ta trong quá trình chơi hay không? Và có một đặc điểm khá thú vị liên quan đến nhân vật cô giáo này, đó là cô ta chỉ di chuyển khi đèn tắt mà thôi. Tôi xin rút lại nhận định ở trên nhé. Cô giáo này không hề tốt bụng, cô ấy sẽ lấy mạng anh em đấy. Giọng nói bí ẩn trong trailer. Ở đoạn cuối trailer, anh em còn nghe được cả tiếng trẻ em khóc bị biến dạng nữa, mà nghe xong tôi có cảm giác như là tiếng mèo kêu vậy. Vậy đây có phải là âm thanh do con mèo catnap phát ra hay không? Và tiếng khóc này được tiếp nối bằng một giọng nói của một người lớn, mà có vẻ là một nhà khoa học, đang mô tả lại những thứ kinh hoàng đang diễn ra tại nhà trẻ. Tôi việt sắp tiếp đoạn này để anh em nghe nhé. All that awaits you are incomprehensible horrors. Smiling mouths full of teeth and meat and plastic. This world is theirs now. Welcome home. Việc nhà trẻ Playcare này là một nơi kinh khủng thì chúng ta đã nghe quá nhiều rồi. Thế nhưng người này lại bảo chúng ta là chào mừng về nhà. Anh em còn nhớ là Mommy Longlegs từng bảo nhân vật chính là một cựu nhân viên của công ty Playtime hay không? Thế nên câu nói mừng về nhà này chính là để chào đón một cựu nhân viên đã quay trở lại nơi này sau 10 năm. Nhưng mà nó cũng có thể mang một ý nghĩa là còn ám ảnh hơn. Đó là nhân vật chính từng là một đứa trẻ mồ côi sống tại Playcare. Người này đã trốn thoát được khỏi nơi này được 10 năm và quyết định quay về để làm sáng tỏ những bí mật đang bị che giấu tại đây về vụ thảm sát Hour of Joys vào 10 năm trước. Trong trailer trước, chúng ta đã nhìn thấy lời cảnh báo mà công ty Playtime đưa ra cho đội ngũ nhân viên vào 11 giờ ngày 8 tháng 8 năm 1995. Đó chính là thời điểm mà thảm kịch tại nhà máy Playtime khiến toàn bộ nhân viên thiệt mạng xảy ra khi mà thí nghiệm 1006 cùng với catnap thoát khỏi nơi giam giữ và tàn sát mọi người ở đây. Có vẻ như thí nghiệm 1006 đã yêu cầu catnap xả ra một lượng khí gas màu đỏ. Nó khiến những món đồ chơi bên trong nhà rơi vào trạng thái điên loạn, đồ sát tất cả mọi thứ trước mắt, giống như những gì mà chúng ta từng thấy trong đoạn phim hoạt hình của Smiling Creature. Và trong trailer, con búp bê Poppy cũng nhắc đến sự kiện này. I know what happened. Why? This is your answer. Và những suy đoán ở trên của Mi Game tôi sẽ được kiểm chứng trong chapter 3. Tất cả những gì mà anh em muốn biết đều nằm bên trong cuộn băng VHS đẫm máu này. Toàn bộ sự thật, chuyện gì đã xảy ra vào cái ngày định mệnh hôm đó sẽ được giải đáp vào ngày 30 tháng 1 năm 2024 khi mà Poppy Playtime chapter 3 chính thức ra mắt. Ok, và đó là những phân tích của Mi Game tôi về trailer mới nhất và cũng là cuối cùng của Poppy Playtime chapter 3. Đến tuần sau là game ra mắt rồi, anh em nhớ đón xem video phân tích cốt truyện phần 3 của Mi Game tôi nhé. Game này vừa ra là tôi sẽ lên video ngay đấy. Anh em thấy video này hay ho thì nhớ để lại comment cũng như là like, share video này và ấn nút subscribe đăng ký cho Mi Game tôi nhé. Mi Game sẽ lên video mới vào 18h246 mỗi tuần. Anh em nhớ đón xem với subscribe cho tôi nhé. Còn bây giờ thì trước khi hết video ngày hôm nay, tiết mục bình luận để được lên TV đã quay trở lại rồi đây. Bạn Huỳnh Phát Dương nói đúng nỗi lòng của tôi luôn này. Cảm ơn bạn đã đồng cảm nhá. Nếu như mà không lên được 2 triệu sub là tôi không chỉ khóc thôi đâu, mà tôi đi nấu ăn luôn đấy anh em ạ. Bạn Huy Vlog thì mới thi xong, chúc mừng bạn về điều này nhá. Thi xong rồi thì xóa thôi chứ có làm gì nữa hả bạn ơi. Mà xóa vui nhất là ngồi cày view cho Mi Game đấy anh em ạ. Bạn Yoru nói là thương Mi Game đến ấn đăng ký 2 lần. Thương mà ấn đăng ký 2 lần à? Thương nhau thì ấn cho nhau 1 lần thôi. Vậy mới là trung thủy. Còn nếu ấn 2 lần ở 2 tài khoản khác nhau thì lại càng tốt anh em nhá. Vâng, hôm nay thì tới đây thôi nhé. Đừng quên khung giờ vào 18 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 mỗi tuần để đón chờ video mới của tụi mình. Cái gì quan trọng thì phải nói tới 2 lần anh em ạ. Cảm ơn các anh em đã lắng nghe những phân tích của Mi Game ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mấy anh em ở những video tiếp theo nhé.